Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp chúng ta biết trước được những sự việc có thể xảy ra để biết cách mà phòng tránh. Phần luận giải chi tiết là số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ giúp gia chủ thấy được một bức tranh toàn cảnh về vận hạn cũng như vận trình tài lộc của những người sinh năm 1958 Mậu Tuất. Nhờ đó giúp chúng ta biết được những số mốc quan trọng trong vận trình của mình về sức khỏe, gia đạo cũng như về công danh, sự nghiệp trong tháng 8 âm lịch. Qua đó sẽ nắm bắt được về tổng quan vận hạn của gia chủ có những điều gì đặc biệt và cũng qua đó sẽ có những phương pháp hóa giải để tăng cường tài lộc, may mắn trong tháng 8 âm lịch. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Mời quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu, có hiểu biết rộng. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng và yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy thì họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Tử vi các con giáp tháng 8 năm 2021 cho rằng tháng này gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Mậu Xuân Thổ gặp đinh âm hỏa nên được gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Mậu Tuất trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phật lòng những người ở xung quanh mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Mậu Tuất tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 8 năm 2021 tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 theo lịch âm cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Tuất đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe quan trọng hơn tất thảy. Những người trên cương vị lãnh đạo cần lưu ý, con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách, cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà răng vào cái bẫy đã bị răng ra từ trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tháng này, bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Canh Tý nếu không biết cân đong đo đếm, tuổi Mậu Tuất nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, nếu không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Bản mệnh cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bản mệnh cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có biến cố gì đến với mình. Thứ ba về mặt sức khỏe. Tháng 8 âm lịch, sức khỏe Mậu Tuất khá tốt, tuy nhiên bản mệnh lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bản mệnh cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi năm 2021, sức khỏe tuổi Mậu Tuất không có vấn đề gì đáng lo lắng. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bản mệnh. Gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Mậu Tuất tháng này không thật sự khởi sắc. Bản mệnh sẽ phải để tâm, lo lắng rất nhiều về những đứa con, luôn không vâng lời, mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bản mệnh nên thư giãn, để bọn trẻ ở đó, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng, vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bản mệnh giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Mọi người đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng để mối quan hệ hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân, bắt họ phải theo mình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Mậu Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại Tuất, pha Tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, tức ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp sát, nhâm thìn, nạp âm, trường lưu thủy. Ngày âm lịch 11 tháng 8, tức ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp sát, mậu thìn, nạp âm, đại lâm mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp sát, canh thìn, nạp âm, bạch lập kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tuất tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8, tức ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, đinh mão, nạp âm, lô trung hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, kỷ mão, nạp âm, thành đầu thổ.
Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ tuổi Mậu Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Mậu Tuất 1958 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta trưởng thành hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.